Cách đây 3 năm về trước, chúng tôi có dịp đi về Myanmar. Và trên đường đi có ghé ngang mình đã lê mua một cái trái mít. Ai đọc sách tôi chắc biết tôi muốn nói cái gì. Tôi mua một trái mít ăn chung với hai vị sư Miến Điện nữa. Xin hỏi mấy vị ở cuối chính điện có nghe rõ không? Dạ. Thì khi ăn trái mít đó, tôi tình cờ tôi nhận ra một cái chuyện thú vị nhưng mà rất là ngậm ngùi. Đó là cái trái mít đó, nó giống như con người mình vậy đó. Khi mà nó chưa có mùi thơm, cái gai của nó chưa có nở, nhìn chưa có bắt mắt, thì cái tuổi thọ của nó còn dài. Nhưng mà khi trái mít nó bắt đầu nở gai và bắt đầu có mùi thơm thì cũng là lúc nó sắp sửa lìa cành. Người ta không hái nó thì nó cũng tự rụng. Bởi vì cái mà mình gọi là mùi thơm của trái mít đó, thật ra đó, nó là tử khí. Nó là cái mùi của cái người sắp chết. Không biết các vị có biết chuyện này không? Con người của mình ấy chỉ có thể biết một người sắp chết khi mà mình quan sát họ ở một cái khoảng cách gần. Nhưng mà có một số cái loài động vật như là con kênh kênh hay là con quả đó, thì nó có thể nghe được cái mùi của một người sắp chết. Mặc dù với cái nhận thức rất là nông cạn, kém cỏi, ít ôi, hạn chế của cái loài súc sinh, thì nó không có khả năng hiểu biết như mình về y học. Nó biết gì về lâm sàng nhé, không biết. Nhưng mà nó cảm được cái mùi đó, chứng tỏ là người sắp chết cũng không cái mùi mà tôi gọi là tử khí. Và ở đây bà con nào mà có đeo chuỗi, đeo dây chuyền, đeo nhẫn mà bằng ngà voi ấy, thì chắc có lẽ phải biết chuyện này, là những cái thứ mà bằng ngà voi nó kỵ cái xác chết. Khi mình đi đám tang á, đứng gần xác chết mà mình đeo cái đồ ngà nó về nó nứt hết, nó nứt như là men rạn vậy đó. Thì cái câu chuyện về trái mít, cái kinh nghiệm về trái mít nó làm cho tôi nhớ tới kiếp người. Khi mà con người mình á mà bắt đầu có một chút địa vị, một chút danh phận, có một chút sự nghiệp, ví dụ như con cái bắt đầu ra trường, có công ăn việc làm, rồi có khả năng mua nhà, rồi mình có một vài đứa cháu nội cháu ngoại mà nó hơi lanh lâm, nó hơi ngoan ngoan, nó hơi dễ thương, là lúc đó mình đã bước vào hàng năm rồi. Có nghĩa là mình có thể ngồi yên để mà hưởng á, thì lúc đó mình đã qua cái hàng năm rồi. Và tôi gọi cái sự thành công của con người nó chính là cái mùi tử khí. Cho nên hôm nay trước mặt tôi nói các vị buồn, chứ tôi nghe được cái mùi tử khí rất là nhiều. Những người mà tôi thấy đeo vòng vàng hơi nhiều, những người mà tôi thấy ăn mặc sang trọng, tôi cảm được cái mùi tử khí từ họ. Nhất là những người đi xe sang, mùi tử khí càng nồng. Nhưng mà ở đây có một cái chuyện mà tôi muốn gửi các vị Phật tử trong cái pháp thoại này. Có cái anh đó, ảnh nghèo ghê lắm, quanh năm đi làm thuê, làm mướn cho người ta, một đời cơ cực. 50 tuổi rồi mà đời vẫn không có khá, nghèo lắm. Làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn chiều, giật gấu vá vai. Bữa đó ảnh cao hứng làm sao đó, mà anh đi ngang cái chỗ của ông thầy bói mà nổi tiếng một vùng, tiền quẻ cao lắm. Các vị biết tiền quẻ không? Tiền quẻ, dạ, tiền quẻ cao lắm. Mà ảnh tự nhiên nổi hứng, anh mới móc hết túi tiền của anh, anh vô đó, anh đặt quẻ, anh xin ông thầy bói coi cho anh một quẻ. Anh nói rằng là anh rất là nghèo, và xưa giờ anh cũng không có nghĩ ngợi tin tưởng nhiều lắm về chuyện mà bói toán. Nhưng bữa nay anh có đủ cao hứng
Để anh nhờ thầy coi anh chỉ một vẽ về cái hậu vận à. Lúc đó anh đã 50 tuổi rồi. Anh nói với em thầy bói, anh nói đời anh khổ dữ lắm, làm sao cho bớt khổ. Tôi xin các vị nào ở dưới xa mà nghe không rõ thì cũng ráng nghe, bởi vì đây là một cái bài học giáo lý rất là sâu sắc. Các vị ở cuối chính điện có nghe không? Ok. Thì ông thầy, tôi nhắc lại, ông nói với thầy bói thế này: cả đời con cơ cực và cũng không có tin chuyện bói toán, nhưng mà hôm nay con xin thầy coi cho con một quẻ thật là đầy đủ, thật là đàng hoàng. Đây là toàn bộ số tiền mà con kiếm được từ sáng đến giờ. Con khổ lắm, nghèo mà, ít bây giờ ăn được một bữa ăn như ý, áo quần thì tiện đâu mua đó, tết nhất không có bánh mứt như người ta, dỗ vải ông bà cha mẹ thì cũng rất là sơ sài. Đời con khổ lắm, con khổ vì một chữ nghèo. Thầy coi cho con, mà nếu được thầy giúp cho con chuyển cái số. Cái câu chuyện đó tôi mê lắm, tôi mê câu chuyện này lắm. Ông thầy bói ông kêu cái âm nhà nghèo nó xòe cái tay ra cho ông xem, rồi ông hỏi ngày sanh, ngày giờ, càng chi tiết càng tốt. Hỏi luôn ngày sanh, năm tuổi của cha mẹ. Hỏi xong rồi thì ông mới phán một câu thế này: cậu nhờ tôi bói giùm cái cuộc đời của cậu, một phần cậu muốn biết cái hậu vận của cậu có bớt khổ hay không. Thôi thiện về, tôi tận lực hết sức giúp cậu bớt khổ, còn cái phần mà có bớt khổ được hay không đó, thì 50 là ở sức của tôi, mà 50 là sức của cậu. Bây giờ cậu nghe cho kỹ nha, số của cậu không có tệ, không có tệ, số cậu không có tệ. Năm nay 50 tuổi thì trong vòng 10 năm cho đến 15 năm cậu sẽ thành đại phú hào, cậu rất là giàu, giàu nứt đố đổ vách. Nhưng có một điều, cái số của cậu á, nghèo á thì thọ, mà giàu á thì yểu. Có nghe kịp không? Cái mạng đó tôi cãi không có được, cho nên cậu muốn thì tôi chiều, tôi nói thiệt cái sự thật đó cho cậu nghe. Cái số của cậu rất là giàu, năm nay 50 thì tôi đoán chừng là khoảng chừng 10-15 năm thì cậu sẽ giàu coi như cả cái vùng này không ai bằng một góc của cậu. Có một điều là cái số của cậu nó kỳ lắm, nghèo thì sống lâu 90, mà giàu thì tôi không có chắc. Muốn đi lúc nào đi, không quẩn là đi à, rảnh thì đi. Lúc anh đang khổ, anh đang nghèo, mà anh nghe nói 10-15 năm cái ảnh nhẩm thêm cái là 60-65 thì mình giàu thôi kệ cũng được. Nhưng mà các vị có biết không, thật tôi muốn hỏi các vị, theo các vị thì cái anh này anh có muốn giàu không? Dạ muốn, muốn giàu. Nhưng mà trong câu chuyện tôi đọc thì không, anh nghèo quá anh muốn đổi đời, nhưng mà đêm nằm một mình ngó lên vách, ngồi anh nghĩ thà là bữa đói bữa no mà sống được 90, chứ còn giàu nứt đố đổ vách, sống được cái mấy bữa thì giàu với ai, giàu để làm gì. Thế là kể từ hôm đó anh yêu cái nghèo của anh hơn bao giờ hết. Các vị nghe kịp không? Và chính tôi cũng vậy. Nếu mà tôi ở hoàn cảnh của anh, thà tôi nghèo mà tôi sống 90, mặc dù không biết sống để làm cái gì. Nhưng mà nói thiệt, Tây là có một câu hay lắm, anh nói ai cũng muốn sống lâu nhưng mà ai cũng sợ già. Anh nói, biết không? Cái chuyện đó rất là kỳ, nhưng mà đó là sự thật. Thì thời gian trôi qua, một năm, hai năm, đến cái năm thứ ba, ảnh làm một cái mâm lễ vật thật là phong phú, rượu, trà, bánh mứt, thật là ngon lành. Tiếng Việt Nam gọi là kiến một cái lễ đó, tức là một cái mâm xuất sắc, ngon hơn cái mâm nãy quý vị bày anh em nữa. Anh đem tới ông thầy bói, ông quỳ anh lại. Mà cái hôm đó anh mặc cái áo rách trước rách sau, cái quần thì ông cao ông thấp, chân tay thì sình với dầu nhớt không. Quỳ ông lại ông thầy. Thì ông thầy ông ngồi phe phẩy cái quạt, ông hỏi bộ trúng lắm rồi hả?
tại sao anh đến trả lễ cho tôi? Thì anh nói thế này: thưa thầy, con vẫn nghèo như xưa mà còn nghèo hơn xưa nữa là khác. Ông thầy nói như vậy tại sao phải cảm ơn tôi? Nó dạ thưa thầy, hồi trước con thấy nghèo là nghèo, nhưng hôm nay con thấy nghèo đồng nghĩa với trường thọ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hồi trước mỗi lần mà Tết nhất mà nhà không có gì, con tủi lắm, con lén vợ con ra sở hè con ngồi con khóc. Nhưng bây giờ lại khác. Thầy có biết không, mỗi bữa ăn thấy nó thiếu cái này thiếu cái kia con vui lắm. Bây giờ con nghĩ cho mày nghèo chết luôn, nghĩa là mày sống lâu là được rồi. Cái câu chuyện nó thâm thúy là chỗ đó. Tôi trở lại cái nội dung mà tôi muốn gửi các vị Phật tử đêm nay. Cái người chưa có biết Phật pháp nhiều thì xem Phật giống như là ông thần giao thừa, rằm tháng giêng, Vu Lan, Thượng Nguyên tháng 10, sắm sanh lễ phẩm đến chùa cúng cho Phật để mà cầu được cái này cái kia, gia đạo bình yên, tình duyên như ý, mua mai bán đắt, hạnh vận thì hạnh thông, lặp lặp lại. Nhưng mà nó có cái hạng thứ hai, họ đến chùa là vì họ đã trải qua hoặc là đang đối mặt với một sự cố sự kiện đau buồn nào đó trong đời sống. Họ đến với Phật như tìm đến một cái chỗ nương nhờ cái tinh thần, như là một giải pháp sau cùng để mà tiếp tục sống ở đời, ít nữa cũng là về tinh thần. Mà cái số này hơi đông. Còn cái hạng thứ ba đó là có hiểu biết giáo lý, như là những người Phật tử thuần thành, hiểu được lời Phật như là Phật muốn mình hiểu, hiểu theo kiểu của Phật, thì số này rất là ít. Như vậy thì chỉ có hai cái hạng đầu tiên là mong thôi. Một là cầu phúc, cầu lộc. Cái hạng này tôi không muốn nhắc ra đây. Tôi muốn em muốn nhắc cái hạng thứ hai là họ thờ Phật chỉ vì họ muốn tìm thấy ở đó một cái chỗ nương nhờ tinh thần, một điểm tựa tâm linh. Và vì cái số này nó quá lớn đi, ngay cả bên Mỹ cũng vậy, rất là nhiều người Phật tử mà cái nhân duyên đầu tiên đẩy họ vào cửa chùa chính là những đám tang của người thân. Trước giờ không đi chùa, mà khi mẹ chết, cha chết, người thân mất thì họ vào chùa mời mấy thầy đi tụng kinh, sau đó thiêu xong rồi thì xương để đâu? Ở Mỹ mà đâu có để ở nhà được, xài máy lạnh kính mít rồi đọc carbonic, thế là đem gửi ở chùa. Mà khi gửi ở chùa mà không lưu tới cũng kỳ. Lâu ngày đó, thì từ 49 ngày họ thành Phật tử một phần. Rồi khi gửi xương, mỗi năm họ về chùa ít nhất 1-2 lần. Mà cứ mỗi lần về họ lại là Phật tử thêm vài phần trăm nữa. Cứ vậy lâu ngày, 5 năm, 10 năm họ trở thành Phật tử. Và chính cái số lượng này nó quá đông đi, nó khiến cho rất là nhiều người không bị Phật pháp, xem Phật pháp là một cái tôn giáo bi quan, chỉ dành cho những cái người mà thất cơ lỡ vận, làm ăn thua lỗ, tình duyên trục trặc mới tìm đến chùa. Chỉ có trường hợp thứ ba là hiếm, thấm thía cái bản chất phù phiếm của những cội kiếp nhân sinh, rồi nghiên cứu kinh điển chín chắn sâu sắc và trở thành một người Phật tử có học, có hành trì, có thấm thía, có hiểu biết, có tiêu hóa, có gặm nhấm. Số này không nhiều nha. Thì như vậy chính cái số nhiều kia đó, nó khiến cho người ta xem đạo Phật là một thứ tôn giáo bi quan. Nhưng mà chính cái hạng thứ ba lại khác. Cái người có học đạo chín chắn, họ hiểu rằng những lần mà Đức Phật dạy về cái bản chất vô thường phù phiếm của kiếp người, Ngài nói về cái sự đau khổ của cái kiếp nhân sinh, của cái dòng luân hồi, không phải Ngài muốn mình buồn, không phải là Ngài muốn mình sống heo queo, thiếu nước, thiếu máu, không phải, mà Ngài muốn mình nhìn vào sự thật để mình sống an lạc hơn. Tôi nói hoài, tại sao người lớn của mình bị té, bị trầy xước, bị chảy máu, bị phỏng lửa, phỏng nước sôi, mình không khóc, mà con nít nó bị một phần của những cái tai nạn đó thôi thì nó cũng khóc như điên,
Tại sao vậy? Là vì lúc bình thường con nít nó không có đủ cái khả năng để mà nó nhìn thẳng, nhìn thật vào những cái chuyện tai nạn đó. Nó không có cái khái niệm thế nào là trầy xước, thế nào là chảy máu. Nó không biết. Nó vui chơi với tất cả niềm tin yêu. Nó quên mất đi cái bề trái của những cái cuộc vui. Thế là khi mà cái cuộc vui đó nó bị thử thách ấy, nó chịu không nổi, nó khóc. Cái người không biết Phật Pháp so với người biết Phật Pháp ấy, nó cũng có cái điểm giống như con nít mà so với người lớn vậy. Y chang. Người trưởng thành khi ăn một miếng mít họ có thể liên tưởng đến cái mùi tử khí, nhưng mà đứa con nít thì không. Người biết đạo thì có thể liên tưởng biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu thứ bề trái của cuộc đời, ngay trong một tiệc cưới, ngay trong một cái dịp vui, một cái dịp hiếu hỷ nào đó. Nhưng mà một cái người không biết Phật Pháp, mà tôi gọi rằng cái đời sống tinh thần nó chưa được chín chắn, nó chưa được chín mùi á, thì có điểm rất là giống con nít. Có nghĩa là khi nào vui được thì vui hết ra, mà khi gặp chuyện buồn ấy, thì buồn thả dài, khóc cho nó cạn nước mắt. Ở trong Phật Pháp á, Kinh Phật để lại rất là nhiều, nhưng mà tinh hoa của Phật Pháp là gì? Đó là Kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ dạy cho mình cái gì? Tứ Niệm Xứ dạy cho mình cái kiểu sống chậm, sống chậm lại để có thể sống trong cái sự kiểm soát. Cái chuyện kiểm soát ở đây tôi dùng gượng thôi, chứ tôi không có vừa ý lắm. Nhưng mà đại khái đó, là chánh niệm là một cái pháp môn mà nó giúp cho mình sống tỉnh táo hơn, sống trung thực, sống chín chắn, sống trưởng thành hơn trước những cái biến động của đời sống. Đêm nay đặc biệt tôi muốn nói nhiều pháp môn tuệ quán, mà tôi nghĩ rằng quý vị Phật tử ở một cái thành phố lớn xô bồ không mấy khi nghe nhiều hoặc là bận tâm đến cái pháp môn này, đó là pháp môn tứ niệm xứ. Ai có dùng internet thường cứ vào Google đánh cái chữ tứ niệm xứ hay là Satipatthana hay là The Way of Mindfulness thì sẽ thấy rất là nhiều bài và ở viết về tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn sống chậm, như tôi vừa nói. Ngày trước đến giờ chúng ta như là một cái xác chết biết đi. Chúng ta nói cười vui buồn thiện ác mà chúng ta không biết cái gì nó đang diễn ra trong đời sống của mình, trong thân tâm của mình. Bắt đầu buổi thuyết pháp, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về cái anh nhà nghèo đi coi bói. Khi mà được báo trước là anh sẽ giàu á, và đến kèm với cái giàu đó là cái yểu mệnh, thì anh không còn thích giàu nữa, và anh không còn biết sợ cái nghèo nữa. Là vì sao? Vì anh biết rõ cái bề trái của cái giàu mà anh sẽ được. Các vị nghe kịp không? Thì người Phật tử cũng vậy. Mỗi khi vui thì nhớ ngay là cái gì nó cũng qua. Mỗi khi được cái gì đó như ý thì biết rằng đằng sau cái như ý này nè, nó sẽ là vô vàn những cái tê tội khác. Như Lão Tử cũng nói: quả chi phúc hề sở phục, mà phúc chi quả hề sở tàn. Cái phúc đó, nó chính là cái chỗ dựa của họa, mà họa chính là cái điểm tựa của phúc. Tại sao người ta nói hồng nhan đa trân? Người phụ nữ không có nhan sắc cũng đa trân được về. Bản thân chúng tôi là nam mà là ông sư mà chúng tôi cũng đa trân đây nè. Nhưng mà tại sao người ta không nói, mà tại sao người ta nói đàn bà có nhan sắc là đa trân là tại sao? Là bởi vì có nhiều lý do. Thứ nhất, mình không có nhan sắc thì cả cái làng đó không ai để ý tới mình hết. Mình vui buồn kệ cha mình. Nhưng mà chính vì mình có sắc, nhiều tên để ý mình, cho nên mình quen biết ai, mình lấy người nào, cuộc đời mình ra sao người ta hay để ý. Chính từ chỗ đó, để mình khổ một chút là người ta xích xóa, thương hại, hoặc là tiếc giùm cho cái cuộc đời của mình. Từ đó mới nảy ra cái vụ gọi là hồng nhan đa trân. Chứ còn thật ra cái đa trân ai cũng có hết, thưa quý vị. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là đời sống nó là một đồng tiền, nó là một cái huy chương, luôn có bề mặt và bề trái. Khổ một nỗi, khi mình không có sống chánh niệm, không có sống trí tuệ, không phải là một người Phật tử, chúng ta không mấy khi
mình nghĩ đến cái bề trái của cái tấm nguyên chương, chúng ta thấy nó lấp lắm, chói lòa là thích rồi. Nhưng mà nó kẹt một điểm. Như tôi nói, một đứa bé khi mà nó bị té hay bị phỏng lửa, tại sao nó khóc? Là bởi vì nó không có thường xuyên nhớ nghĩ nhiều về cái mặt trái của những cái trò vui. Mà tứ niệm xứ là một cái pháp môn sống chậm, giúp cho chúng ta có cơ hội nhìn lại mình nhiều hơn, nhìn lại tất cả những thành bại của cuộc đời. Chúng ta thấy rõ đằng sau những cái cuộc vui, nó luôn luôn có những cái vấn đề của nó. Có bị thử đi, một ngày cuối tuần nào đó mời rủ bạn bè về nhà ăn uống, nếu đó là một đám đàn ông ăn nhậu đó, thì đằng sau cái ăn nhậu là gì? Là hôi hám, là say sưa, là to tiếng, là gây gỗ, là xung đột, thậm chí là án mạng nữa. Còn nếu đó là một buổi họp mặt của mấy bà, mấy cô đó, thì trước mặt là mình thấy nó râm ran. Nhưng mà các vị phải có gan, mấy vị nhìn nhận là tôi nói còn đúng hay sai. Đó là mấy bà, mấy cô mà sáp lại với nhau một lúc là nó lò ra một cái hoạt động gọi là tán. Mộng Voltaire của Pháp, ông nói rằng đó là khi con người không còn gì để nói, người ta sẽ nói bậy. Khi không còn gì để làm, người ta sẽ làm bậy. Khi không có chuyện đàng hoàng để suy nghĩ, người ta sẽ nghĩ chuyện tầm bậy. Mỗi lần mà tôi gặp mấy bà, mấy cô trong chùa mà tụ năm tụ ba là bắt đầu tôi lo, là họ sẽ đem chuyện người này chuyện người kia ra họ nói. Đó chính là cái mặt trái của những lần họp mặt mà ta thấy là rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ở đâu mà xe cổ đông, thế nào cũng có cỏ quẹt. Bồ Tát có một lần đó, là vua kiếp trước đó, ngày ngồi ngày nhìn thấy một cô cung nữ, hai bên tai đều có đeo vòng xuyến, một bên đeo một vòng thì nó không có kêu, mà cái tai kia đeo hai vòng ba vòng thì nó khua nhau. Thì Bồ Tát mới nghĩ ra một chuyện, thì ra ở đời này hễ có kết nối là có va chạm, mà có va chạm tức là có hệ lụy. Đó là mặt trái của đời sống. Trong kinh nói rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống á, cái trái đất này nè, nó chỉ là một cái trái chanh. Theo mô tả trong kinh thì nó chỉ là một cái trái chanh trôi nổi trong cái biển vũ trụ, và nó có vô số, nó có vô số cái vũ trụ như vậy, nó có vô số cái vũ trụ như vậy. Trong đó chúng sanh chia ở mỗi vũ trụ, chúng sanh nó chia thành ba tầng khác nhau. Tầng một là tầng dục giới, buồn vui sống chết, quay cuồng vật lộn trong năm trần vật chất, đó là sắc thân khí vị xúc. Cái tầng thứ hai đó là tầng sắc giới, là những chúng sanh mà có đủ trí tuệ để nhàm chán năm trần vật chất, chỉ ăn rồi chuyên tâm thiền định. Mà cái tầng thiền của họ đó muốn đắc là phải nhờ đến những cái đề mục vật chất như là đất nước lửa gió, ăn rồi cái nhìn cũng đất, niệm đất 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 đặt thiền, niệm nước 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 đặt thiền, xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Vì cái đề mục tu thiền của họ đó, nó chính là những cái thứ vật chất, cho nên khi họ sanh về cõi phạm thiên họ không có hưởng dục, nhưng mà cái cảnh giới đó vẫn có lâu đài, vẫn có hoa viên. Và cao nhất chính là cái tầng thứ ba, là có những chúng sinh mà họ chẳng những nhàm chán vật chất mà họ nhàm chán luôn cả cái thiền định sắc giới, họ chỉ muốn hướng đến cái đời sống tâm linh thuần túy tuyệt đối. Đó chính là phạm thiên vô sắc giới. Mà trong mỗi một cái cảnh giới như vậy đó, sống hết tuổi thọ rồi thì tất cả đều quay trở về đơn vị gốc, tức là trở về cái tầng thấp nhất. Trong kinh mô tả giống như là những người leo cây, leo giỏi thì lên ngọn, leo dở hơn một chút thì ở lưng chừng ở trong cái tàn cây, còn không biết leo tại dưới gốc. Nhưng mà cuối cùng rồi thì tất cả mọi người trở về gốc cây hết. Do đó gốc cây được gọi là đơn vị gốc. Thì trong ba giới bốn loài cũng vậy, chúng sinh đi đâu rồi thì cũng quay về cái cõi thấp nhất. Vì sao vậy? Vì chúng ta, cái đời sống tinh thần của chúng ta
chúng ta có cao siêu cỡ nào đi nữa, chúng ta có hiền thiện, có lành mạnh cách mấy, chúng ta có hay ho cách mấy, thì cái bản năng cuối cùng của chúng ta vẫn là tham sân si. Cho nên đi đâu đi rồi cuối cùng trở về cái cõi thấp nhất là cái cõi dục giới. Ở mỗi một cái cảnh giới như vậy nó có những thứ phiền não khác nhau. Ở các cõi dục giới đó, thì khi mà người ta còn sống, còn vui buồn trong năm trần vật chất, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc, thì cái giá mà họ phải trả đó chính là những âu lo, những hờn giận, những ghen tuông, những bất mãn, và sau cùng là những tập phá. Còn ở những cảnh giới cao hơn thì vì cái tham ái nó vi tế hơn, nó mỏng, nó nhẹ hơn, nó sạch sẽ hơn. Ở các cái cõi phẩm thiên không có tâm sân. Tạm thời trong thời gian ở các cõi phẩm thiên, cảnh giới của các vị thiền định thì không có tâm sân, có nghĩa là trên đó không có sự bất mãn, không có giận, không có sợ, không có ghen tuông, không có bực bội, không có bất mãn người hay là vật nha. Tôi biết đề tài tôi đang nói rất là khô, nhưng mà đó chính là căn bản giáo lý. Các vị đêm nay có thể nghe không nổi, có thể ngáp rách miệng, nhưng mà một ngày nào đó nhớ lại bài pháp này thì đó chính là một bài học giáo lý. Tôi nhắc lại, thế giới này nó như một trái mít. Cái mùi thơm của trái mít nó là cái mặt phải, nhưng mà cái tuổi cái tử khí đó chính là cái mặt trái của trái mít. Cái giàu của các anh thanh niên hồi nãy nó là cái mặt phở, nhưng mà cái yểu mạn đánh là cái mặt trái. Thì các chúng sinh ở các cõi cũng vậy, ở mỗi cõi như vậy đó, nó có cái mặt trái và mặt phải không có giống nhau. Và ngay trong xã hội loài người cũng vậy, ai nói giàu là khổ khi mà người giàu cũng khóc, vì người giàu cũng có cái giá để trả. Và ai nói người nghèo là khổ chưa chắc, vì ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi biết ở dưới nông thôn có rất nhiều người họ chỉ mong ngày có ba bữa cơm, lớn tuổi một chút, lớn tuổi trưởng thành, tìm được một người chồng, người vợ để cùng mình đi mòn vua bắt tép, vậy là vui rồi. Rồi cứ sống lây lất như vậy, khi nào mà có chuyện thì bán nhà, bán đất, cầm cố, lên Sài Gòn nằm bệnh viện, xong rồi trở về để làm thuê tiếp, tôi nói vậy là vui rồi. Mặc dù cũng có những người nhà quê họ rất là khổ, họ khổ theo cái kiểu của họ, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no có. Nhưng mà ngược lại, cái người dân thành phố mà giàu sang, lấy mắt mà nhìn thì họ rất là ok. Nhưng mà chúng ta không biết rằng bên trong cái hào nhoáng đó của cái giới thượng lưu, nó cũng có những cái lắc léo mà cái người tầng lớp thấp không có biết. Thí dụ như đàn ông có một tí tiền dễ sinh tật, đàn bà lớn tuổi cô đơn ai cấm họ sinh tật. Rồi thì cái chuyện mà di chúc, cái chuyện mà để lại gia tài, cái chuyện mà giành giật cái quyền sở hữu nhà đất của cải, đó là cả những vấn đề nhức đầu của giới nhà giàu. Người nghèo không có gì biết. Đêm nay trong cái thời pháp này tôi nói nhiều pháp môn tứ niệm xứ, mà cái nội dung chính là cái đề nghị của Đức Phật đối với chúng ta sống chậm một chút. Chúng ta có xô bồ cách mấy, chúng ta có sống náo động cách mấy, hãy nhớ rằng chỉ cần thất niệm, chỉ cần thiếu chánh niệm là mình đang có mặt trên một con đường trong một tình trạng say xỉn. Ở đây ai lái xe 2 bánh 4 bánh thì biết, có mặt trên đường mà trong một tình trạng say xỉn nó nguy hiểm cỡ nào. Thì trong cuộc đời này, một người mà sống thiếu chánh niệm nó cũng nguy hiểm như là một người mà say xỉn có mặt trên đường. Nó nguy hiểm ở chỗ nào? Chúng ta hoàn toàn mất đi cái khả năng cảnh giác. Trong kinh mô tả đó, chúng ta giống như là một cái con bò bị lột da mà chưa chết. Cái nắng gió mưa sương rồi côn trùng chích đốt thì cái con bò đó nó khổ như thế nào? Bình thường nó có da, nó có lông, bây giờ nó bị lột da mà nó chưa chịu chết, thì cái sự tấn công của gió, của cát, của nắng, của mưa, của côn trùng, nó làm cái con bò khổ bao nhiêu. Thì Đức Phật dạy rằng một người sống thiếu chánh niệm thì họ là một người rất là dễ bị tổn thương,
Các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, bắt buộc phải đồng ý. Cái chuyện mà bất toại đó, cái chuyện mà nghịch ý đó, nó nhiều hơn cái chuyện như ý. Cái người dễ thương thường hiếm hơn là cái người khó thương. Và cái cơ hội mà chúng ta thỏa mãn một cái ước mơ, một cái hoài vọng nào đó thường hiếm hoi hơn là những lần mà chúng ta bị bất toại. Nói như vậy có nghĩa là đời sống của chúng ta là nhuộm đầy nước mắt. Mà trong khi đó, trong buổi giảng chiều nay, trong quận 6, tôi có nói rồi, cái người chưa biết đạo cả một đời đi tìm cái ngọt, cái béo, cái thơm, mà chạy trốn cái đắng, cái chua, cái chát, cái mặn. Khi mà chúng ta có cái lòng mà tìm cái ngọt, cái béo, cái mùi, cái thơm, cái ngon, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Cái gì mà mình mong đợi nó đó thì nó sẽ lâu đến và nó rất là mau đi. Mà cái gì mà chúng ta trốn chạy nó, chúng ta ghét sợ nó thì nó rất là mau đến và lâu đi. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Một là vấn đề thực tế, nó là vậy. Thứ hai nó về đề tâm lý. Chúng ta ngồi gần người mình thương, mình thích, cái người có thể làm cho mình vui, thì cái việc mà ngồi gần người đó 2 tiếng đồng hồ nó không có gì là nhiều hết. Nhưng mà buộc ta phải ngồi bên cạnh một người mà mình cảm thấy khó chịu, thấy ghét, thấy căm thù, thấy không ưa, thì 15 phút nó dài lắm. Ai từng đón xe bus buổi trưa nắng Sài Gòn thì biết 15 phút nửa tiếng nó lâu kinh khủng lắm. Trong cái đó một buổi chiều ở biển Long Hải, biển Vũng Tàu nó qua đi rất là mau. Nhất là những buổi chiều trong cái mùa tăng mặt, nó mau qua như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ đẹp. Mà sống chánh niệm là gì? Sống chánh niệm á, có nghĩa là đơn giản làm gì biết nấy. Sách vở và các vị giảng sư, pháp sư, luận sư giải thích rất nhiều về chánh niệm. Có một điều, cái cách nói uyên bác, cái cách nói kinh điển đôi khi cũng có gây khó chút ít cho bà con ít đọc sách. Cho nên chúng tôi chọn một cái kiểu định nghĩa rất là cận nhân tình, rất là gần với đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta mượn cái hình ảnh mà Đức Phật đã dùng trong kinh. Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, giống như một cái người tử tù bị bắt buộc phải đội trên đầu một cái thao dầu đầy tràn mà đi giữa 2 hàng mỹ nhân tuyệt sắc, với một lời dặn dò là chỉ cần một giọt dầu tràn ra ngoài thì sẽ bị chém tại chỗ. Thì này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao? Cái người tử tù đó còn bụng dạ nào mà quan tâm đến những mỹ nhân thiên kiều bá mỹ kia hay không? Thì chư tăng ở Đức Phật Thế Tôn dĩ nhiên là không. Thì chánh niệm cũng vậy. Chánh niệm là một cái sự cẩn trọng. Mà đêm nay trước mặt tôi, nói các vị đừng buồn, tôi biết các vị có đạo tâm, có niềm tin, nhưng mà nói là các vị là Phật tử như là tôi định nghĩa thì chắc chỉ được nhiều lắm là 10% thôi. Vì sao tôi nói ác như vậy? Là bởi vì chúng ta đã hiểu được bao nhiêu về Đức Phật. Chúng ta có bao giờ chịu thấy rằng cái tấm thân của mình nó là của nợ chưa? Có bao giờ các vị chịu hiểu rằng niềm vui hay nỗi buồn nó luôn có điểm giống nhau là cái gì rồi cũng qua đi? Ngày xưa vua Solomon của Do Thái được một người nông dân hiến tặng một cái chiếc vòng bằng bạc với cái lời dặn dò thế này: cái chiếc vòng thần kỳ này này, nó có cái tác dụng giúp cho bệ hạ giải sầu khá hiệu quả. Mỗi khi có chuyện lo buồn thì ngài chỉ việc nhìn vào cái mặt trong của cái chiếc vòng này thì bớt buồn. Nhưng mà nhớ, khi vui đừng bao giờ đụng tới nó. Ông vua Solomon cũng nghe thì ông tò mò, nhưng mà vì
Ông là một người minh triết, ông ráng kiên nhẫn, chịu đựng cái tánh tò mò. Thì một ngày kia ông có gặp việc, ông có chuyện phải âu lo cái buồn bực, ông chợt nhớ lại chiếc vòng đó, ông đem chiếc vòng đó ra, mà ông có nhớ văn vẳng bên tai cái lời dặn của anh nông dân: chiếc vòng thần kỳ này sẽ giúp cho ngài hết buồn hết lo, nhưng mà đặc biệt khi nào ngài đang vui đang cao hứng thì đừng đụng tới nó. Ông mới lật chiếc vòng đóng coi bên trong nó có khắc một hàng chữ: cái gì vượt qua có thể nghe kịp luôn. Thì cái pháp môn tứ niệm xứ là như vậy đó. Cái phong pháp môn tứ niệm xứ nó không dành cho những người yêu đời một cách trẻ con, mà nó dành cho những người mà đã một lần, ít nhất một lần thấm thía được bản chất của đời sống, thử một lần bệnh nặng, một lần bị gian dở về tình cảm, một lần bị thử thách về một phương diện nào đó trong đời sống thường nhật, thì khi đó chúng ta mới có dịp ngồi lại để nhìn thấy một điều, đó là có mặt trong đời này thì bản thân cái sự có mặt đó đã là một cái khổ. Trong văn giáo lý A Tỳ Đàm, tức là Luận Tạng, Đức Phật ngài dạy một điều như thế này. Ngài nói rằng cái chữ khổ đó, mà trong cái định nghĩa của phàm phu của chúng ta đó, nó chỉ có nghĩa là những gì mà nó làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau đớn, làm cho mình ghét sợ. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ khổ mà theo tinh thần Phật pháp rốt ráo đó, nó có tới ba nghĩa là, thưa quý vị, đó là lý do tại sao tôi nói một câu rất là khó nghe, đó là tôi nghi ngờ những người ngồi trước mặt tôi nhiều lắm chỉ là một phần, chỉ có một phần mười là Phật tử là vậy. Bởi vì cái cách hiểu của chúng ta về cái riêng cái chữ khổ thôi đó là chưa có tới nơi tới chốn, thì làm sao mà cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật mà tới nơi tới chốn được? Thế nào là ba phương diện hoặc là ba trường hợp của khổ? Trường hợp thứ nhất, sự có mặt của những gì làm cho ta cảm thấy khó chịu về thân về tâm. Sự có mặt của những cái làm cho ta khó chịu đó cũng là một cái khổ, cái này ai cũng thấy rồi. Nhưng mà trường hợp thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu, nó cũng là một cái khổ. Mọi khi giờ này cái người đó sẽ có mặt với mình uống với nhau một miếng nước, nhưng bây giờ người đó không có tới, cái sự vắng mặt của người đó cũng là một cái khổ. Mọi khi mưa chiều, mưa khuya, chúng ta có một bình trà, có một cái ống níu cày, nhưng đêm nay cũng mưa chiều, mưa khuya mà không có hai thứ đó, hai thứ làm cho mình vui á, thì cái sự vắng mặt của cái làm cho mình vui cũng là một cái khổ. Trường hợp thứ nhất, sự có mặt của cái gì mà nó làm cho thân tâm mình khó chịu, đó là cái khổ. Và thứ hai là sự vắng mặt của những gì mà nó làm cho mình dễ chịu cũng là một cái khổ. Và trường hợp thứ ba, cái bản chất lệ thuộc các điều kiện để mà có mặt à, nó cũng là một cái khổ. Nếu chúng ta để ý một chút, không có một cái vật gì trên đời này mà đùng một cái từ dưới đất nó trồi lên hoặc trên trời rớt xuống. Cái gì trên đời này nó cũng cần đến vô số điều kiện nó mới có mặt. Thì Đức Phật gọi cái sự lệ thuộc điều kiện đó là một cái khổ. Thí dụ như quý vị nói với tôi, cái miệng của quý vị, cái môi của quý vị, hàm răng của quý vị, cơ hàm của quý vị muốn cười lúc nào cũng được, có đúng vậy không? Các vị có nghe tôi hỏi không? Tôi nhắc là miệng, môi, răng, cơ hàm là của mình, thì mình muốn cười lúc nào cũng được, đúng không? Hay là phải có điều kiện đặc biệt nào đó mình mới cười được? Yeah, chỉ là một nụ cười thôi mà nó còn khó như vậy, mà khó cười lắm. Cho nên bản chất cái sự lệ thuộc các điều kiện đó là một cái khổ. Các vị đừng nói với tôi là các vị có tiền, các vị muốn ăn cái gì các vị ăn. Có nhiều lúc muốn mua một cái cây kem ăn cũng phải là chuyện dễ. Có nhiều lúc thèm một ly nước mía chưa chắc là có. Là bởi vì sao? Vì chúng ta đang ở đâu, ở quãng đường nào. Có nhiều khi gặp xe nước mía rồi mà chỗ đó tấp xe không được, hoặc là tấp xe cho được rồi mà thấy ruồi nhiều quá. Thấy ruồi nhiều quá. Bản thân tôi
tôi tắm cho xe nước mía mà tôi thấy gì đâu mà chưa có ép cây mới mà nước cũ còn nhiều là tôi đã teo rồi. Là bây giờ nếu nó có ép thêm nữa thì tôi phải giải quyết cái phần cù này trước cái đã. Uống nó về mà tào tháo không rượt mới lạ đó. Cho nên muốn có một cây kem để mà ăn, muốn có một ly nước mía để mà uống, đừng tưởng rằng mình có tiền là có, chưa chắc đâu quý vị. Có nhiều khi cái tay của cái người mà ép ghẻ không cũng ngại. Mà Việt Nam không bao giờ biết đeo găng đâu. Rùi, bụi, đậu xe không được, hoặc là lúc đó có một cú phone gọi đòi về gấp, còn có một cú phone làm cho mình nổi điên lên, không có hứng uống nữa. Các vị thấy chưa, chỉ là một cây kem thôi, chỉ là một que kem, chỉ là một ly nước mía mà uống cũng chưa có xong, chưa chắc là dễ đâu quý vị. Toàn bộ đời sống này, dù chỉ là một cái trái cam, một cái ổi, cho đến một ngọn núi, thì tất cả những cái đó nó phải đều đòi hỏi vô số điều kiện, vô số nhân duyên để mà có mặt. Thì Đức Phật ngày gọi cái tính lệ thuộc đó là một cái khổ. Tôi nhắc lại, cái khổ trong đạo Phật nó có ba trường hợp. Một là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu, đó gọi là khổ khổ. Trường hợp thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu, đó gọi là hành khổ. Nó xin lỗi, đó là hoại khổ. Cái thứ ba, cái sự lệ thuộc các điều kiện để mà có rồi phải bị mất đi, thì cái đó gọi là hầm khổ. Đấy là ba cái khía cạnh, ba phương diện, hay là ba cái trường hợp, ba cái ý nghĩa của cái gọi là khổ trong cái tinh thần Phật pháp rốt ráo. Dù muốn dù không, trước mặt tôi có lẽ không có ai dưới 30 tuổi. Tôi nói thiệt các vị đừng có buồn, tuổi nào chết cũng được hết. Mà cái đáng sợ nhất là sống mà thiếu chuẩn bị cho cái chết. Nó cũng giống như mình đang ngủ ở trong nhà mà mình không có khả năng để mà chạy ra đường, đó là một cái khổ. Một cái đời sống mà tôi cho là hoàn hảo là một đời sống mà chúng ta có thể có nhiều cái lựa chọn. Đó là một đời sống hoàn hảo. Một đời sống mà chúng ta phải khiên cưỡng, phải gồng, phải gánh, cái gượng ép chấp nhận, thì đó là một đời sống bi kịch. Mà pháp môn tứ niệm xứ là gì? Chánh niệm là gì? Chánh niệm nó cho mình một cái tâm thế, nó cho mình một thái độ sống rất là trưởng thành. Chúng ta không có chạy theo cái mình thích và cũng không có trốn chạy cái mình ghét. Tôi nói rồi, người chưa biết đạo thì chạy theo cái ngọt cái bùi, sợ cái đắng cái chua. Người biết đạo rồi thì xem cái nào cũng đang chờ đợi để qua đi. Chính vì chúng ta không lệ thuộc cái mình ghét và cái mình thích, cho nên chúng ta không có cái chuyện thất vọng khi đi kiếm tiền cái mình thích, và cũng không có cái chuyện cực lòng khi phải chấp nhận cái mình ghét. Tôi biết cái này nói ra rất là dễ, làm rất là khó. Nhưng mà quý vị phải nhìn nhận với tôi một chuyện. Con nít nó chơi banh đũa, nó nhảy dây, nó còn phải tập nhiều lần nó chơi mới rành. Huống hồ chi là cái chuyện tu tập. Và nếu trước mặt tôi là những người thân thuộc máu mủ trực hệ, như là mẹ tôi, chị tôi, anh tôi, cậu mợ tôi, trước ngày tôi đi xa trở về bên kia, thì một trong những câu nói mà tôi thiết tha muốn để lại đó là: xin các vị đã dành thời giờ để tu tập tứ niệm xứ. Đó là người chí thân thì tôi cũng vẫn dành lời khuyên đó. Bởi vì nếu tôi có hai người thân, một người giàu về vật chất mà nghèo về tinh thần, một người thì giàu tinh thần mà nghèo vật chất, chắc các vị đoán ra được tôi lo hai người đó, tôi lo cho người nào nhiều hơn. Bởi vì vật chất thấy nó đã thiệt đó, nhưng mà cơ hội mất đi của nó rất là lớn. Nhưng nếu một người ổn định tinh thần á, thì trừ khi họ chết hoặc là họ bị ai đó nện cây lên đầu họ khùng thì thôi. Thì còn một người ổn định về tinh thần á, thì quý vị nói rằng đó là một người sống hạnh phúc, tôi tin. Nhưng mà nếu một người giàu vật chất mà nghèo tinh thần, các vị nói ông đó hạnh phúc thì tôi cũng tin, nhưng mà nó không có phập phồng. Vì sao vậy? Là vì người đó đang sống trong một tình trạng rất là bấp bênh. Họ đang sống trong đời này với một cái mái tóc hoa râm, muối tiêu, nhưng mà bằng một cái trái tim
rất là trẻ con. Tứ niệm xứ là cái pháp môn mà dạy chúng ta sống trưởng thành hơn, sống người lớn hơn chút, không lựa, không tìm, không theo đuổi cái ngọt, cái thơm, cái béo, cái bùi, mà cũng không có trốn chạy cái đắng, cái chua, cái chát, cái mặn. Sống chậm lại đó quý vị. Trong Phật pháp có hai cái pháp môn trường sinh, có hai cái cách trường sinh. Cách một là sống hữu ích, hai là sống chậm. Đây chính là hai pháp trường sinh của đạo Phật. Trường sinh là sao? Trường sinh ở đây không có nên hiểu theo nghĩa ngoài đời là sống lâu. Bởi vì người Mỹ họ có một câu thế này: anh sống bao lâu không quan trọng bằng anh sống kiểu gì. Quý vị có nghe câu này chưa? Anh sống bao lâu nó không quan trọng bằng anh sống kiểu gì. Thì nếu nói vậy đó thì hai cái pháp môn, hai cái phương pháp sống chậm của đạo Phật là gì? Đầu tiên là sống hữu ích, sống mà có hy hiến, có đóng góp. Dù chúng ta có ra đi ở tuổi trung niên thì cái gia tài, cái di sản, cái đóng góp mà mình để lại cho đời đó, nó mãi ngoài còn đó, người ta còn dùng nó, người ta còn nhớ tới mình. Như vậy là mình vẫn chưa chết. Trong khi đó, nếu mình sống ở đời này theo cái kiểu góp mặt chứ không phải đóng góp, thì nay mai này mình đi, cái dấu ấn mình để lại nó không có nhiều. Tôi xác định là tôi xem thường chuyện tiếng tâm là chết rồi để lại xác ướp, để lại tiếng bia đá bạc vàng, tôi coi thường chuyện đó. Nhưng mà mình phải xác nhận, phải nhìn nhận với nhau một điều: chết rồi mà còn được người khác còn nhắc nhở để mà tri ân, để mà xem đó là gương lầm gương sáng, thì cái chuyện nó cũng nên có chứ nha. Cho nên dù mình chết ở tuổi 50, 40 nhưng mà cuộc đời nó nhớ mình hoài. Lý Bạch sống đâu có thọ, Khổng Minh cũng đâu có thọ. Khổng Minh có 54, Nguyễn Du thì 56, Lý Bạch hình như có tài liệu nó chỉ 30 ngoài chết rồi, có tài liệu nó sống 60, 64, đúng 64. Nhưng mà dầu nói ông bao nhiêu tuổi đi nữa thì phải nói rằng 64 của Lý Bạch, 61 của ngài Huyền Trang, 56 của Nguyễn Du, 54 của Khổng Minh sống không lâu. Nhưng mà đời này người Trung Quốc vẫn xem đó là những nhân vật bất tử, vì những đóng góp của họ cho cái đất nước Trung Hoa nó lớn quá đi. Thì đó là cái phương pháp sống thọ đầu tiên của Phật giáo, là sống hữu ích, sống có đóng góp. Trường hợp thứ hai là sống chậm. Chậm ở đây không phải là giảm tốc độ, nhắc lại, chậm ở đây không có phải là giảm tốc độ, mà chậm ở đây có nghĩa là đừng có sống xô bồ nữa. Làm cái gì biết cái nấy. Mình sống trọn vẹn 12 giờ trong ngày vì mình luôn biết rõ mình làm cái gì. Trong khi đó có nhiều người họ ăn mà họ nói phone, họ ăn mà họ có phim đại hàng, vừa ăn vừa xé khăn giấy lau nước mắt, khóc coi cái thằng đó nó phục hồi trí nhớ chưa, coi cái cặp đó nó lầm lầm với nhau chưa, cái cặp đó nó đẹp đôi như vậy mà tại sao nó gây chi bằng những cái nguyên cớ rất là tào lao. Vừa ăn vừa khóc, khéo dư nước mắt khóc với người ở xa nha. Cho nên cái pháp môn tứ niệm xứ là sống chậm, làm cái gì biết cái nấy, nghe đơn giản vô cùng. Nhưng mà thưa với quý vị, kể từ đêm nay nếu quý vị tin tôi, quý vị làm thử không mất một xu nào hết, về thử đi, dành một ngày một đêm sống chậm, cầm lên biết là cầm, để xuống biết là để, muốn cầm biết là muốn cầm, rồi cầm biết là cầm, để xuống biết là để xuống. Đau biết là mình đang đau, vui biết là mình đang vui, bước đi biết là mình đang bước đi. Có người hỏi tôi chánh niệm là sao, tôi nói các vị giả định đi, giống như các vị vừa làm bể cái ly thủy tinh trên nền gạch mà chưa có quét, thì lúc đó có chuyện phải đi ngang cái chỗ ly vỡ, các vị đi kiểu gì, thì cái tâm trạng đó được gọi là chánh niệm, các vị nghe kịp không? Và của người con gái chưa chồng tự cho mình đẹp, một buổi tiệc, một buổi party sinh nhật của bạn giữa đám đông người, thì nàng ăn kiểu nào, nàng nói kiểu nào, vân vê tà áo kiểu nào, thì cái kiểu đó được gọi là chánh niệm. Của ngày này ý tứ thò tay xuống cái cống lụm sâu chìa khóa mà biết ở dưới rất là nhiều miếng chai, thì sự cẩn thận lúc đó được gọi là chánh niệm.
đi chân trần dẫm lên một cái chỗ cỏ rậm, không biết ở dưới có miệng chai chẻm gai hay không. Thì cái sự cẩn thận trong lúc thò cái chân vào đống cỏ rậm đó chính là chánh niệm. Hiểu nôm na như vậy đi nha. Cái là sự ý tứ. Đó giờ mình sống xô bồ cho nên mình sống rất là thiếu cảnh giác. Bây giờ mình biết đạo rồi, sống trọng đời. Và có một chuyện mà tôi tin, đó là khi quý vị sống chánh niệm, sống trọng là một chút, thì các vị sẽ nhận ra, thì ra cái tâm thức của mình, cái sinh hoạt của mình đó, nó là một bộ phim rất là hay. Nó có nhiều cái để mình coi đó. Chẳng hạn như mình nhận ra một chuyện, đó là tại sao mình nổi giận, tại sao mình vui, tại sao mình thấy khó chịu. Chỉ có người sống chánh niệm mới có cơ hội thấy được cái đó, thấy được cái vô duyên, cái tào lao của mình. Cho nên có một câu thần chú, thay vì các vị niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là niệm hồng danh của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tôi xin các vị thử dùng tôi một ngày hay một tuần. Đó là thay vì niệm Phật, các vị niệm được tôi câu này. Lúc muốn làm cái gì đó các vị niệm câu này, có cần thiết không? Cái câu nghe rất là kỳ nhưng mà nó rất là cần thiết cho hành giả. Muốn làm, muốn cái gì, muốn nói cái gì, muốn gửi đi một tin nhắn, muốn trả lời một cái email, muốn gọi phone cho ai đó vì đang thấy buồn, đang thấy quạnh hiu lẻ loi với một trận mưa khuya, mưa chiều, mưa tối, đang cảm thấy buồn với một ngày cuối tuần không có tiệc tùng, muốn liên lạc với ai đó, muốn ra thứ kiện, muốn đi quét sân, muốn vào bếp rửa cái nồi, muốn vô cầu lao dọn cái gì đó, thì muốn làm cái gì tự hỏi mình một câu, có cần thiết không? Nghe nó rất là kỳ nhưng mà thử nó hay lạ lùng lắm, nó hay lạ lùng lắm quý vị. Tôi nói cái này các vị đừng có buồn, mà các vị buồn tôi cũng nói. Lần này tôi về Việt Nam, tôi thuyết pháp với một cái mật độ dày đặc cái các buổi giảng. Tôi đi đến có những cái buổi giảng mà tôi nhìn thính chúng đó, tôi nản lắm. Họ ngáp rách miệng cũng có, họ trả lời phone, họ nhắn tin cũng có, họ khiều nhau, họ nói chuyện cũng có. Họ nhiều cái người họ nhìn tôi chăm chăm, mà nhìn mà cái kiểu nhìn không cần thấy, họ bị phóng tâm ấy. Nhưng mà lúc đó có một cái chuyện mà làm cho tôi hào hứng, tôi nói trở lại. Đó là tôi biết những cái buổi giảng của tôi được truyền đi trực tiếp trên internet vì nghĩ đến những người đó. Cho nên cái đám người ngồi trước mặt tôi giống như tôi mượn làm kiện vậy đó. Mà không lẽ quý vị cam tâm làm bonsai cho tôi hay sao? Nha. Mà sống chánh niệm là sao? Là không có làm bonsai cho người khác. Tôi nói cái này cho các vị ham nè. Tôi không có nhìn kỹ ai trước mặt tôi hết. Tôi nói chung chung. Các vị có bao giờ mà tập thể dục cho nó bớt mập chưa? Có. Tôi nói rồi, tôi không có nhìn ai hết, tôi không biết ai mập ai ốm nha. Mà tôi chỉ nói là các vị có bao giờ mà tập thể dục để cho nó ốm bớt, các vị sẽ thấy mỗi lần mình quơ tay đó là mình gửi gắm vào trong đó một niềm tin, là mong cái quơ này nó đốt cháy một phần mỡ, một phần cholesterol, một phần đường. Cái người không có thiết tha cái chuyện tập thể dục đó, họ coi thường mấy cái vụ này lắm, nhất là mấy cụ bệnh tim đứng xuôi ra đánh tới đánh lui. Đối với họ là mỗi cái đánh gì đó là họ hy vọng là một chút gì đó rất là hay ho, rất là cần thiết cho cái tim của họ. Người tu tứ niệm xứ cũng vậy. Người tu tứ niệm xứ hơn ai hết, họ hiểu một điều, toàn bộ giá trị của đời sống là nó nằm ở trong cái giây phút trước mặt, tại đây và bây giờ. Trước giờ mình sống phóng dật, mình sống thất niệm, mình đi mà không biết mình đi, mình nằm không biết mình nằm, mình vui cười ăn nói mình không biết. Cho nên suốt mấy chục năm trời, cái chuyện mà mình nói cười đi đứng, nó chỉ đơn giản là những cái hoạt động của những hoạt động tất nhiên tất yếu cần có và phải có của một thân người, hoàn toàn vô nghĩa có gì hết. Nhưng mà kể từ lúc chúng ta có tu tập chánh niệm, chúng ta sống, chúng ta tu tập chánh niệm bằng cái tâm trạng của mấy bà mấy cô mà tập thể dục. Chúng ta tâm niệm thế này: làm sao mà mỗi hơi thở vào ra dài ngắn,
mỗi một động tác lớn nhỏ đều là cơ hội để tôi tu tập chánh niệm. Tin tôi đi, chỉ có trường hợp đó thì mỗi hơi thở của quý vị đều là bằng vàng, bằng 10 hết. Tôi nhắc lại, nếu quý vị là người thân của tôi thì tôi cũng năn nỉ quý vị tu chánh niệm với một cái lời khích lệ thế này: anh hãy sống như thế nào để mỗi cái phút mà hít thở của anh, mỗi phút mà anh cầm lên để xuống, lao dọn xê dịch nhúc nhích cử động, nhất cử nhất động đều là những cơ hội để anh tu tập chánh niệm. Có thể biết Đức Phật khác mình chỗ nào không? Dĩ nhiên nhiều thứ lắm, mình những có những cái khác mình không có nhìn mắt, dùng mắt thường mình thấy được. Nhưng mà có một chuyện mà trong kinh nói nó có điểm khác biệt rất lớn giữa Đức Phật với mình mà ai nhìn vào cũng thấy, đó là ngài luôn luôn chánh niệm. Cái cách đi đứng của người có ý tứ nhìn biết liền, ngài có chánh niệm. Và tôi biết tôi nói cái này cũng gây sốc cho một số người, đó là đối với tôi cái pháp môn niệm Phật á, nó không phải là cái cách tốt nhất để nhớ Phật, mà cái cách tốt nhất để nhớ Phật chính là sống chánh niệm. Tôi nhớ buổi giảng hôm qua thì phải, hôm qua ở 11 ấy, tôi có hỏi Phật tử ngoài đó, tôi nói gì có hai người con, một người lấy cái hình của mẹ hoặc là lấy cái răng của bà mẹ quá cố kêu tự bạc bắt cho mình làm cái mặt dây chuyền để mình đeo trên ngực, rồi suốt ngày mà đi đánh bài ăn nhậu. Còn người thứ hai không có đeo hình của mẹ, cũng không có đeo răng cỏ móng tay tóc gì của mẹ hết, nhưng mà mỗi ngày ngồi vào cái bàn máy may ngày xưa của mẹ, làm lại công việc của mẹ ngày xưa mà chung quanh không hề có tấm hình nào của mẹ hết. Thì tôi muốn hỏi hai người đó, người nào nhớ mẹ nhiều hơn? Biết nghe kịp không? Cái người thứ hai chứ. Mặc dù anh không có đeo hình mẹ, anh không có nhắc nhở gì hết, có ngày anh cứ cầm cùi anh ngồi anh ma, nhưng mà cái cục sáp mà anh ghim cái kim này cũng là của mẹ, cái kéo mai của mẹ, anh dùng cả cái kiến lão của mẹ, cái rổ mai của mẹ, cái bàn mai của mẹ, và anh làm cái công việc ngày xưa mẹ vẫn làm, thì anh trong lòng anh nhớ mẹ thường lắm, người Việt thường lắm, nhớ ngày nhớ đêm, nhớ thêm chủ nhật. Trong khi cái anh kia đó, anh đeo cái hình của má anh ở đây, anh đeo cái răng của má anh ở đây, nhưng mà có một điều là anh đi là anh đeo đã phải đi ăn nhậu thôi, anh đi lập la anh đi tám nha. Thì ở đây cũng vậy, mình niệm Phật mình réo lên ngày, nhưng mà sẵn bữa đêm nay trong pháp hội này tôi nói thiệt một chuyện, tôi lại nghi ngờ cái việc một chuyện nữa, nghi ngờ biết việc có Phật tử thứ thiện không. Bây giờ nghi ngờ một chuyện còn thảm hơn nữa, tôi không biết quý vị có biết niệm Phật không. Cái này mới là tan thương. Theo cái trong thanh tịnh đạo, về mở sách thanh tịnh đạo ra coi mình có phải niệm đúng chưa. Niệm Phật không có nghĩa là mình réo gọi cái hồng danh của ngài mà không hiểu gì hết, không có phải. Mà niệm Phật là hiểu ý nghĩa của từng cái hồng danh. Tại sao Thế Tôn là Phật Ca Qua? Là vì cái gì, cái đức lành nào trên đời này, cái đức lành nào trên đời này ngài cũng có, mà có ở cái mức độ cao nhất, đó gọi là Phật Ca Qua. Tại sao ngài lại gọi là thiện thệ? Tại vì ngài đã đi trên con đường đẹp nhất để về một cái nơi chốn đẹp nhất, đi không có về nữa, gọi là Sukkato, thiện thệ. Tại sao ngài là bậc chánh đẳng giác Samma Sambuddho? Là vì ngài là người tự mình giác ngộ chân lý để thành Phật, mà giác ngộ một cách hoàn mãn không thiếu sót. Tự mình giác ngộ là Sambuddho, nhưng mà một cách đầy đủ viên mãn không thiếu sót. Không có cái gì trên đời này ngài không biết, cho nên phải thêm với Samma đằng trước, có nghĩa là tự mình giác ngộ một cách viên mãn đầy đủ. Ngài biết cái con đường giải thoát và có khả năng dạy cho người khác. Trên ngài không có thầy, và dưới ngài chỉ có trò, chứ trên ngài không có thầy. Còn cái lỗi hạng Phật thứ hai là độc giác. Trên thì không có thầy, nhưng mà dưới cũng không có trò, vị này chỉ có khả năng tự ngộ và không có dạy cho ai được hết. Cái hạng thứ ba đó là thinh văn, ở trên có thầy mà dưới cũng có thể có trò nha. Thì niệm Phật là phải niệm như vậy, niệm Phật là phải niệm như vậy đấy. Niệm tại sao gọi là Samma Sambuddho, tại sao gọi là Sukkato, tại sao gọi là Arahant, tại sao gọi là Buddho, tại sao gọi là Thiên Nhân Sư,
Tại sao con là vô thượng sĩ, là điều ngự trượng phu? Phải niệm, niệm từng chữ Đức Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ. Tại sao? Lặp lại. Thế Tôn là bậc thiên nhân sư. Tại sao? Lặp lại. Thì đó gọi là niệm Phật đúng. Đằng này mình réo tên Ngài cũng giống như mình đọc thần chú mà mình không hiểu vậy đó nha. Thì thứ nhất, niệm Phật không đúng cách đó là điều đáng tiếc. Điều thứ hai, cho dầu niệm Phật đúng cách thì cái pháp môn niệm Phật không có thể thay thế được pháp môn tứ niệm xứ. Nó thế được không? Được. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật nói một cách nó hơi máy móc, nên nó chỉ đem lại cho mình niềm tin thôi thưa quý vị. Chỉ đem lại cho mình niềm tin nhất thời, chứ còn để thấu suốt cái bản chất của cuộc đời, của bản thân mình ấy, thì pháp môn niệm Phật không phải là cái cách tốt nhất. Các vị nãy giờ các vị nghe tôi nói nhiều, nói lung tung, nhưng mà có một cái chuyện mà tôi nghĩ mình phải nhắc lại ở đây, như là tôi đã nhắc không dưới 10.000 lần. Đó là người Phật tử không thể nào mơ hồ cái pháp môn, mơ hồ cái giáo lý tứ diệu đế. Bởi vì đó chính là cái giáo lý căn bản của Phật pháp, mà cũng là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Tứ diệu đế là gì? Cái sự thật thứ nhất, tứ diệu đế là bốn sự thật. Cái sự thật thứ nhất là mọi thứ trên đời này đều là khổ. Cái sự thật thứ hai, chính vì mọi thứ là khổ nên những gì ta thích đều là thích trong khổ hết. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có tiếp tục thích trong khổ nữa. Cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê ưa thích nó chính là niết bàn. Đó là sự thật thứ ba. Cái sự thật thứ tư là muốn không đam mê nữa thì chúng ta phải hành trì đúng cách thì mới buông được nha, mới buông được. Bởi vì buông nó có nhiều cách. Buông là bởi vì không cầm nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Thứ hai, buông là vì mình biết rõ tại sao mình buông. Hai cái buông này nó khác nhau nha. Cho nên tứ diệu đế là gì? Một, sự thật đầu tiên là mọi thứ trên đời này đều là khổ. Thứ hai, chính vì mọi thứ đều là khổ nên những gì ta đam mê đều là đam mê trong khổ. Mà đam mê trong khổ chính là tiếp tục đầu tư cái khổ mới. Thích hưởng thụ thì sẽ sanh về cõi dục, mê thiền định thì sẽ sanh về các cõi phẩm thiên, sống hết tuổi thọ rồi thì trở về cái chỗ thấp nhất. Chính vì biết vậy cho nên cái người mà hành giả tứ niệm xứ thấy rằng cái gì cũng là khổ, trực tiếp hay gián tiếp thôi nha, trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên là muốn hết khổ thì đừng có đầu tư nữa, mà muốn không đầu tư thì làm sao, là chúng ta đừng có thích trong khổ nữa. Và cái thứ tư là muốn lìa bỏ cái niềm đam mê ham thích đó để chúng ta phải hành trì đúng cách. Đó là hành trì theo cái tinh thần của Bát Chánh Đạo, mà cái rốt ráo ngắn gọn dễ nhớ nhất chính là cái tinh thần của chánh niệm, để luôn luôn biết rằng cái gọi là tôi nó chỉ là sự lắp ráp về vật chất của đất nước lửa gió, về tinh thần nó là cái chỗ lắp ráp, cái chỗ gặp gỡ, cái chỗ hội tụ của thiện ác buồn vui. Chỉ vậy thôi, không có gì nhiều hơn nữa. Mong là các vị làm thử. Tôi không dám mong quý vị tin tôi. Cái mặt tôi không phải là thiền sư, tôi phải là hành giả, nhưng mà tôi là người chết nhát, tôi là người sợ chết, tôi là người rất là dễ bị tổn thương, tôi có nhiều cái mặc cảm tự ti. Và chính pháp môn tứ niệm xứ là cái pháp môn mà giúp cho tôi tháo gỡ tất cả những cái thứ đó. Không có gì sung sướng cho bằng không có đi tìm cái ngọt, cái béo, cái thơm, cái ngon, mà cũng không có trốn chạy cái đắng, cái chua, cái chát, mà thanh thản đi giữa cuộc đời này. Nó sao thì nhận như vậy. Như người Mỹ họ nói, kẻ giàu nhất không phải là cái người muốn gì có đấy, mà chính là cái người có thể sống được ở mọi hoàn cảnh. Để nghe tôi nói kịp không? Ví dụ như quý vị nói với tôi, quý vị có 1 tỷ đô la, quý vị đi đâu các quý vị có thể vung tiền ra để mà người ta hầu mình. Tôi nghe tôi thích lắm, tôi tin, tôi mê lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt, một núi tiền quý vị có những cái lúc, có những cái chỗ không có xài được, quý vị biết mà. Ai đi du lịch thì biết. Chẳng hạn như về Ấn Độ, tôi không biết quý vị đi khách sạn 5 sao, 10 sao thì tôi không biết, thì còn thông thường ở Ấn Độ đó, rất nhiều bà con Việt kiều cầm cả bó đô la đi Ấn Độ, tới giờ ăn ấy,
chỉ thấy nó bán sữa bò tanh như là cái gì, rùi nó buông con nào con nấy như chim sẻ. Thức ăn thì chỉ có cơm cà ri, cay xé miệng và chuối. Tôi nói cái ý tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói là có nhiều lúc có tiền cũng không có chỗ xài nếu quý vị nha. Rồi có những trường hợp mình tưởng khách sạn 5 sao là sang, đó là mình vô mình mở cái nắp của cái ấm nước, nó mửa trong, nó mửa trong đó. Và chúng ta còn biết một chuyện đó là những cái khăn khiếu trong khách sạn, thế nó trắng như vậy mà nó dùng cái thuốc tẩy cực mạnh để nó tẩy đi những cái chất dơ của người khách trước. Thì biết không, bây giờ nó đã sập rồi mà ai mà không góp người Việt. Cho nên có tiền, cái người giàu nhất không phải là người có tất cả, mà cái người giàu nhất chính là cái người có thể ok với mọi thứ của mình có. Tôi biết nhiều người nghe cái này rất là khó chịu, nhưng mà chính tôi là một tu sĩ, tôi cũng từng sống nghèo, từng sống trôi nổi, tôi biết là không có gì sung sướng cho bằng mình có cái gan nấu nước sôi bằng lon sữa bò sang người. Ở trong cái vali của tôi đó có một cái ấm trà bằng inox, tôi mua có 5 đồng bạc mà nó sang cái chỗ này nè. Tôi có thể lấy cồn á, tôi nấu nó, nấu nước sôi lúc đó nó là cái ấm. Rồi tôi có một nấm nến, nến mà nến nó kêu cup candle bằng nhôm. Tôi pha trà mùa đông tuyết rơi bên ngoài, tôi để cái ấm bên trên, tôi để cục nến ở dưới. Tôi uống cho hết bình trà mà nó vẫn nóng. Nhìn vào thấy nó sang, mà thật ra là đồ rẻ tiền không. Vì tôi có khả năng vui với cả tôi có. Tôi nói hoài, cưới được người mình thương là may mắn, mà thương được người lỡ cưới là trình độ. Có được món mình thích thì quá đã, nhưng mà có thể xây sở trong mỗi tình huống, cái đó mới ghê, cái đó mới ghê. Và nếu tôi chết và tôi để lại cho con tôi một núi tiền, tôi vẫn tiếp tục lo. Nhưng nếu trước khi tôi chết tôi biết con tôi đi, nó giỏi xoay sở, tôi yên tâm lắm, rất là yên tâm. Và tôi vừa ngại mà vừa ghét mà vừa sợ những cái bà mẹ mà chiều con thái quá. Có một vài trường hợp mà họ hơi thân với tôi mới nói nhỏ với cái người mẹ tôi, nói chị ơi, cô ơi, thương là làm sao mà mai này đó, cô lăn đùng nó cô chết mà nó tự sống được. Và chưa hết, cô thương nó, cô dạy nó kiểu nào mà mai này đó, nó đi sống với người dân được, thì cái đó mới gọi là thương. Chứ còn mà cô chiều nó, cô đội nó trên đầu kiểu này đó, thì thấy cô là thương đó, nhưng mà cô hại nó, cô biết không? Tôi nói cô đừng có buồn nha. Chứ bây giờ mà cô gửi nó cho tôi 3 ngày đó, tôi không có nhận đâu, thấy ghét quá mà. Nhiều lắm mà tôi thương má nó thôi, nhiều lắm thương má nó. Như vậy thì các vị thấy cái thương con lúc bây giờ nó là một cái vấn đề. Cho nên ấy, mình cái nội tâm của mỗi người phàm phu nó y như một đứa trẻ hư vậy quý vị. Mình cứ chiều nó thì chiều cho đến bao giờ? Nó đã là con nít là mệt rồi, mà lại là đứa bé khóc nhè, đứa bé hư. Cho nên tốt nhất thương con là dạy con, để cho nó có thể giỏi xoay sở. Sống chánh niệm là sao? Là dạy cho cái tâm của mình nó trở nên dễ giỏi xoay sở. Cảnh đời nào nó cũng ok hết. Tôi nói hoài, bên Miến Điện ấy, có nhiều cái dòng thiền Vipassana. Mỗi dòng thiền như vậy đó, thì nó theo đuổi một số cái lý thuyết có điểm giống và có điểm khác với những dòng thiền khác. Nhưng mà trong đó có những cái kinh nghiệm mà đáng để mình suy gẫm. Chẳng hạn như có những cái dòng thiền đề nghị hành giả đó, khi ngồi thiền đau cỡ nào cũng đừng có suy trở. Là vì sao? Vì cái vị thiền sư giải thích nghe cũng có lý mà lắm xương sống. Ngài nói rằng ngồi thiền không bao giờ chết, không ai chết mà vì cái nỗi đau trong lúc ngồi thiền hết rồi. Muốn chết lát rồi chết, chết vì cái khác, chứ chưa có ai chết mà vì ngồi mà đau chân rồi chết nha. Tuy nhiên nếu mà mình không chịu nổi cái đau mà trong lúc ngồi thiền ấy, thì mai này trên giường chết làm sao mà mình tin được. Chưa hết,
Thì chuyện này là chuyện cũng đặc biệt này. Chuyện này cũng là chuyện kỳ lạ này. Nếu mà các vị ba ngày đầu tiên mà các vị cắn răng ngồi lâu được đó, thì tới ngày thứ tư nó đã lắm, nó giống như mình ngồi bằng chân với người khác vậy. Đặc biệt như vậy các vị, đặc biệt lắm. Đó là một sự thật. Bởi vì sao? Là bởi vì từ nhỏ tới lớn, thứ nhất chúng ta không có quen ngồi nhiều như vậy. Thứ hai là cái tâm của người phóng dật, cái tâm của người thất niệm đó, nó khiến cho chúng ta không có nghĩ được cái thân mình nó nhiều vấn đề đâu quý vị. Thật ra tấm thân mình nó là một cái nhà máy hoạt động phải là hết công suất và ráo riết liên tục, ồn ào náo nhiệt. Và vì mình quá phóng dật, mình không có định tâm, mình không có chánh niệm, cho nên mình không có ngờ được là cái thân của mình nó là một cái ổ bệnh, nó là một cái chỗ mà coi như là trung tâm công nghệ mà cực kỳ ô nhiễm và một tỷ vấn đề ở trong đó. Chỉ có người sống chánh niệm mới có cơ hội để mà quan sát nó. Và nếu hôm nay mình còn sống mà mình không có khả năng chịu đựng cái đó thì mai này trên giường bệnh, hoặc nhất là những người bị liệt, nó ngứa mà không biết làm sao gãi. Tôi nhớ ở New York còn cái anh ở buổi trưa bị cục có hai tay này, mà anh nhảy tưng trên phố nắng. Thì anh phóng viên tên hỏi vậy chứ anh bị cục tay sát nách như vậy mà tại sao anh vui quá vậy? Anh nói vui, nó ngứa mà biết sao gãi. Mày biết cái cảm giác nó dễ sợ lắm. Nhất là những người bó bột, bình thường tay chân ngon lành ok thì không nói gì, mà lúc mà mình băng bột của mình bắn bột mà, thì bên trong cái chỗ mà gãi không được nó ngứa. Vì sao vậy? Rất là đơn giản, Việt Nam có rẹp, rẹp nó vô trong đó cũng là một cách. Cách thứ hai, tôi nói hoài mà cũng bị quên, cái phàm tâm của mình nó giống như đứa trẻ hư vậy đó. Cái hồi nào mà gãi được nó không chịu ngứa, mà nó chỉ ngứa lúc nào không gãi được mới ghê. Các vị biết một trong những cái mà tôi sợ nhất là bắt tôi ngồi trước mặt Phật tử cho họ nhìn, khổ dữ lắm. Tôi nhớ hồi nãy lúc tôi mới lên đây tôi ngồi, tôi làm màu, tôi diễn sâu, các vị biết không? Tôi khổ lắm. Mà tôi giảng một hồi bắt đầu tôi mệt rồi đó, bắt đầu tôi trở lại con người thật của tôi không có diễn nữa. Giờ tôi mỏi rồi nha. Thì không có gì mà nó tan nát đời trai bằng ngồi trước mặt cho người ta nhìn, người ta chấm điểm. Ông sư mà nhúc nhích không sang, ngồi thiền nhúc nhích không bẩn, mà tại sao không nhúc nhích? Nhúc nhích chứ. Cho nên có hai cái quan điểm thiền định là mình thả mình miếng điện. Cái quan điểm một, họ cho rằng ngồi thiền là phải gồng, phải chịu đựng. Thứ nhất là để chuẩn bị cho cái chết mai này, chuẩn bị cho những tình huống mà mình chẳng định được nha. Rồi thứ hai nữa là mình thấy gồng là bởi vì mình không thể chiều theo cái tâm của mình. Nhưng mà cũng có quan điểm thứ hai, thì có vị thiền sư nói rằng là nó khó chịu thì cứ giải quyết cho nó, để mình tiếp tục mình ngồi thêm 1 tiếng 2 tiếng nữa. Còn mình ép nó quá nó bể xô, ép nó quá nó chịu không nổi, rồi nó bóp mỗi lần nghe nó hành thiền cái nó lạnh xin xong, nó nổi da gà, nó không chịu ngồi nữa. Thì đó cũng là một cái quan điểm. Tôi chỉ chia sẻ với bà con thôi, tôi không có đề nghị bà con nên chấp nhận cái nào. Nhưng mà đó là những cái chuyện rất là quan trọng. Suy nghĩ đêm nay là lần đầu tiên tôi pháp chùa Từ Quang, mới làm người quen với nhau, biết bao giờ gặp lại. Tôi biết tôi nói đề tài này khô ghê lắm, nhưng mà có một điều nó là cần thiết. Không phải lúc nào trong đời sống chúng ta cũng ăn cái mình muốn, mà có nhiều lúc chúng ta phải ăn cái mình cần. Phải nghe kịp không? Tôi biết rằng rau lang luộc chấm nước tương nó không có sang, giống như trái giò nó giòn nó thôi. Nhưng mà có một điều, ăn trái giò dễ bị mụn, ăn rau lang nhuận trường đôi khi cũng nên ăn. Mới nghe kịp không? Yeah. Không phải cái gì ngon cũng là lành, mà không phải cái gì lành thì cũng ngon nha. Cho nên tôi nhớ bên Trung Quốc có một câu thế này: quân tử tình như đạm thủy. Cái tình của người quân tử giống như nước lạnh vậy đó. Nước lạnh ấy thì nó không có mùi vị gì hết, nhưng mà mình uống nửa chai vặn nắp để em gốc, 2 tháng sau về chơi tiếp. Nhưng mà chè cháo nó ngon thiệt đó, nhưng mà rất là dễ bị ôi thiêu. Nghe kịp không? Ở đời này có nhiều lúc có nhiều cái nó không có hào nhoáng, nó không có xa hoa, nó không có chảnh chọe, nhưng mà nó xài được. Phật pháp có những đề tài giáo lý mà nó thật sự cần cho mình thì thường nó không có đã đời ổn định như là mình muốn, quý vị. Chẳng hạn như pháp môn tứ niệm xứ,
Cái pháp môn tứ niệm xứ là một cái pháp môn mà nếu không có thực hiện, thực hành á, nó buồn tẻ. Cho nên theo cái thống kê của các cái nhà gọi là chuyên gia thẩm mỹ học, họ nói một chuyện mà tôi đọc tôi lạnh xương sống. Họ nói thế này, mong là tôi nói sai. Họ nói rằng ở hầu hết phụ nữ, nhu cầu làm đẹp thường nhiều hơn nhu cầu làm sạch. Ngay cả một ngày họ có thể tắm một lần thôi cũng được, nhưng mà cái son mà pha một chút chịu không nổi, phấn mà không có dặm lại chịu không nổi. Cái nhu cầu làm đẹp nó lớn hơn cái nhu cầu làm sạch. Mà trong khi đó đời sống này nó gồm hai thứ, cái gì du cần và cái gì du thích. Cái đó là cái quan trọng vô cùng, vô cùng. Tức là mình chỉ giữ lại cái cần. Tôi nhớ hoài cái kinh nghiệm của một nhà điêu khắc, đó là có người hỏi ổng về cái bí quyết điêu khắc. Ổng nói đem về một khúc gỗ, bỏ đi cái thừa, phần còn lại là tạc phẩm. Nếu có người hỏi tôi thành Phật là sao, tôi nói thành Phật có nghĩa là bỏ đi cái thừa, cái còn lại là Phật. Còn chúng ta thì sao? Cái thừa chúng ta nhiều quá, cái thừa của chúng ta nhiều quá. Tham là một cái thừa, sân là một cái thừa, si là một cái thừa. Mà tứ niệm xứ là một cái pháp môn, là một cái phép sống, mà nó giúp cho mình bỏ bớt cái thừa. Thật ra mà nói, trong đời sống này nếu quý vị bình tâm một chút, khách quan một chút, sáng suốt một chút, quý vị sẽ thấy rằng cái mình thích thì nó luôn chiếm rất là nhiều thời gian và tâm tư so với cái mình cần. Pháp môn tứ niệm xứ là cái pháp môn nó lôi mình trở về với cái cần. Tôi nói hoài trong cái loạt bài giảng gần đây tại Việt Nam, đó là người chưa biết đạo cắm đầu chạy theo cái mình thích, biết đạo ba mớ giảm bớt cái mình thích, chỉ giữ lại cái mình cần. Khi hành trì rốt ráo thì ngay trong cái mình cần cũng phải bỏ bớt, chỉ giữ lại cái tối cần. Tối cần là những cái thiếu cũng được. Hôm nay ở đây có trước mặt tôi có nhiều người, tôi biết có sức khỏe, có tuổi trẻ, có nhan sắc, có thể có tài chánh nữa. Cho nên các vị đang yêu đời, các vị không có thấy cái pháp môn tứ niệm xứ nó là cái cần. Chứ thử ngày mai nghe kỳ kỳ đi bác sĩ họ không nói rõ, mà họ chỉ nói là chắc tôi gửi cô đi qua ung bướu coi lại lần nữa, tình hình sẽ khác đi rất là nhiều nha, rất là nhiều. Và tôi không muốn nói cho bà con sợ, nhưng mà có những sự thật mà bà con bắt buộc phải chấp nhận. Và sẵn ở đây tôi muốn gửi đến bà con một cái chuyện là cái tàu lao, đó là bên châu Âu và bên Mỹ. Họ có làm một cái việc mà hình như người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam không mấy quan tâm, đó là mua bảo hiểm sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ. Cái chuyện đó nó mắc mớ vậy, cái chuyện tu học có mắc mớ. Các bạn biết lợi ích của cái khám sức khỏe định kỳ nó lợi chỗ nào không? Thứ nhất, kịp thời phát hiện vấn đề trước khi quá muộn. Thứ hai, vì phát hiện sớm, phát hiện kịp thời, cho nên thứ nhất mình bớt được cái đau đớn, mình chữa sớm bớt đau đớn, bớt tốn kém, bớt mất thời gian. Mà pháp môn tứ niệm xứ là gì? Là cái cách sống mà chúng ta có điều kiện khám sức khỏe định kỳ cho cái tâm của mình liên tục. Có hiểu không? Chưa hết. Cái câu này tôi hỏi Phật tử hoài, đặc biệt là mấy cô phái ba cái thể dục nhịp điệu thể hình mà họ làm mỗi ngày, mà khi hỏi họ thì cái mặt họ nó vẫn đờ ra, nó vẫn bừ ra đó. Tôi hỏi thế này, coi tại sao mà mấy người mà con nhà võ đó, mấy người mà tập yoga, mấy người mà tập khí công, họ khỏe hơn người bình thường? Thì hầu hết tôi nhận được câu trả lời thế này, tại vì khi mà mình vận động cơ thể, mình sẽ hít thở mạnh hơn, nhiều hơn, phổi nhận được nhiều oxygen hơn, rồi cơ bắp của mình nó được phát triển, rồi mình ăn uống nhiều hơn, rồi mình thải được bớt độc tố, lặp 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 lặp. Họ nói rất là đúng, nhưng mà cái mà tôi muốn nghe họ đó chính là cái này: những người thường xuyên tập luyện một cái phương pháp rèn luyện nào đó, thí dụ như võ thuật, khí công, yoga, thể dục thẩm mỹ, tại sao họ khỏe hơn bình thường? Nó có một lý do mà hiếm bao giờ tôi nghe ai nói, đó là những người này thường có cơ hội quan sát chính mình hơn người khác. Thì sáng nào tôi cũng quơ tay hết,
khi tôi quên như vậy mà nó cái chỗ này nó bị đau tôi biết liền, cái gì biết không? Còn cái thứ mà làm biến đó, tức là sáng dậy cái đánh răng rửa mặt xong khóa cái áo đi làm, nó rêm hết người nhiều khi không biết, cái lúc mà biết được là nó quá muộn. Cho nên tại sao những người thường xuyên luyện tập họ lại khỏe, đúng, cơ thể vận động là khỏe đúng, nhưng mà có một cái rất là quan trọng là những chỉ những người nào thường xuyên luyện tập họ mới kịp thời phát hiện cái vấn đề trên người của họ. Cũng giống như một người thường xuyên đi khám bệnh định kỳ đó, thì họ dễ phát hiện vấn đề của họ. Pháp môn tứ niệm xứ chính là cái kiểu sống mà giúp cho mình kịp thời phát hiện những vấn đề. Và tôi sẵn tôi nói luôn cho mọi người nghe một số chuyện rất là tào lao, đó là khi kèm lòng không nói không làm cái chuyện gì đó, sau này mình mới thấy giá như hôm đó mình làm nó bậy cỡ nào. Trong đời người nó có hai cái hối hận, một là mình hối hận tại sao mình làm chuyện đó, mình nói chuyện đó, và cái hối hận tại sao mình không làm chuyện đó và không nói chuyện đó. Thì hai cái hối hận này, trường hợp hai cái này cái nào nhiều ạ? Hối hận là tại sao mình làm, và hối hận thứ hai là tại sao mình không làm, cái nào nhiều? Thấy chưa, không có thường xuyên nhìn lại mình. Khi có một người hỏi một chuyện rất là căn bản, cả một rừng người nhìn tôi âu yếm mà không nói nên lời. Thường thì chúng ta hối hận là vì mình đã nói bậy, nghĩ bậy và làm bậy nhiều hơn là hối hận tại sao lúc đó mình không có lắp. Nói như vậy có nghĩa là cái chánh niệm đó, nó giúp cho mình hạn chế rất là nhiều cái cơ hội để hối hận. Tôi cảm ơn cái trục trặc này là bởi vì tôi phải đi về nhà để mà tôi phát hành lý. Chư thiên chùa Từ Quang rất là linh. Hồi nãy trước khi tôi lên tôi có nguyện, tôi nói chắc lên nói ngắn đi về còn phải bỏ đồ của hành lý làm tùm lum đó. Dầu gió, dầu kinh diệp, rồi ba cái xả ớt thì tùm lum người ta cho. Bên đó mấy nó hiếm lắm. Tôi tha về 5 kg xả ăn trong 6 tháng cái tôi biết. Mấy lần tôi đi Thái Lan tôi đem về cả lá lốt, đem về cả đu đủ xanh nè. Mà người ta cho mình bây giờ mình phải chất vô. Các vị biết, tôi biết có người nói là chắc ông đang nói chuyện tào lao. Không, tôi đang thuyết pháp. Tôi muốn nói rằng đời sống này nó là một hành trình. Một hành trình mà không có cái hành trình nào nó thê thảm cho bằng trước khi đi mà không có chuẩn bị hành lý. Mà tứ niệm xứ chính là kiểu chuẩn bị hành lý. Đừng nghĩ đến già rồi mới là chết, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Với cái thứ hai nữa, có 3 lý do để mà chúng ta phải sống chánh niệm liên tục. Một là mình không biết mình có thể chết lúc nào. Hai là mình không biết là mình có thể đắc đạo lúc nào, cho nên mình không có bỏ lỡ cơ hội. Và ba là mình không biết là mình có thể tạo cái nghiệp thiện ác nào trong thời gian sắp tới nha. Cho nên buổi giảng đêm nay tôi nói về đề tài rất là khô, nhưng mà rất là, tôi cho rất là cần thiết cho quý vị và cũng cần thiết cho tôi. Nếu mai này có duyên gặp lại nhau trong một vài lần thời pháp liên tục, quý vị sẽ nhận ra một điểm thú vị này. Thời gian nào ở mỗi thời gian đó, tôi dành nhiều thời giờ để tôi nghĩ về một đề tài. Cho nên trong suốt thời gian đó, ai mà lén phén mà láng chán chung quanh tôi thường có ai nghe cái đó, hay nghe cái mà tôi mặn mà đó, rồi qua cái đó nó qua cái khác. Nên có thể tôi đãi quý vị ăn hủ tiếu suốt một tuần, bởi vì lúc tôi đang mê hủ tiếu và đang nghiên cứu về hủ tiếu để cả người. Lúc này biết mình có tuổi rồi, tôi năm nay tôi 50, nhưng mà so với một số người thì tôi là 60, phải chuẩn bị để mà đi. Và nếu quý vị hỏi tôi đêm nay kiểu sống nào đẹp nhất, tôi sẽ nói rằng kiểu sống đẹp nhất chính là kiểu sống của người có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, không sợ hãi, không tiếc nuối.